Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với clip tiếp theo của mình. Thì mình tên là Hiếu ha. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là liệt kê tất cả danh mục thuộc sản phẩm ha. Thì ở clip trước mình đã thêm được 4 danh mục như thế này. Thì mình sẽ liệt kê hết tất cả 4 danh mục ra ngoài gì? Ra ngoài cái trang liệt kê này để mình có thể là xem sửa xóa ha. Rồi, các bạn mở lại cho mình cái gì? Cái project của mấy bạn á, mấy bạn mở cho mình là cái query product này. Thì ở đây ô cái query product. Rồi, các bạn sẽ làm như sau. Mình sẽ DB ha, DB table. Mình sẽ vào thư mục, mình sẽ vào cái cơ sở dữ liệu là tabular cái query product ha. Rồi, sau đó các bạn sẽ dùng một cái hàm, đó là cái hàm get ha. Đó, lấy tất cả những dữ liệu. Thì mình sẽ cho ở đây một cái biến, đó là ô cái query product bằng ha. Đó, nó sẽ lấy ra tất cả các dữ liệu thuộc table là tabular cái query product. Nó sẽ gán vào cái biến này. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ làm cho mình, đó là manager cái query ha, bằng các mà nó chỉ có thôi rồi đó, bằng gì, bằng view. Các bạn sẽ gọi cho mình là cái gì, cái admin chấm, mình sẽ vào admin, mình sẽ gọi là ô ha. Nó hiển thị ở đâu? Hiển thị ở ô các query product. Thì các bạn copy cái ô các query product này, đó, nó sẽ gọi cái gì, ô các query product ở đây ha, gọi cái file á. Đó, file ở đây tên gì thì các bạn gọi tên như vậy ha, với cái gì, với cái dữ liệu ha, với dữ liệu mình đã lấy được ở ở trên đây. Rồi, view với width ha, với gì, với ở đây là một, mình sẽ gán cho là một cái biến, đó là ô cái query product đây, ô cái query product ha. Đó, mình đã lấy gì, mình đã lấy được ô cái query product đó. Đây, mình sẽ gán vào ô cái query product này đó, để tí nữa mình sẽ dựa vào gì, dựa vào cái tên này để mình lấy dữ liệu ra ở bên đây ha. Rồi, các bạn sẽ là return view admin, các bạn sẽ vào là return view admin, các bạn sẽ admin layout ha, return view admin layout với gì, with với gì, với cái mà với cái gì, admin chấm gì, chấm ô cái query product này, with ô cái query product. Rồi, mình sẽ biến là gì, mình sẽ biến là manager cái query product ha. Đó, có nghĩa là nó sẽ lấy ra đây with ok query, có nghĩa là cái trang admin layout này nó sẽ gì, nó sẽ chứa gì, chứa cái ok query product luôn ha, là cái biến gì, biến manager này. Đó, nó gán vào cái biến manager này. Đó, rất là dễ ha. Rồi, sau đó các bạn sẽ qua bên ok query product này, các bạn sẽ làm cho mình một cái hàm, đó là hàm for each ha, for each ha, để lấy dữ liệu ha, for each, for each, đây cái tên này, ok query product này ha, tên này các bạn đặt sao các bạn lấy cái tên này ha, chứ đừng có lấy cái biến này ha. Đó, tất cả cái biến chứa dữ liệu này nó đều là nó gán cho cái tên này hết. Đó, rồi, add key Sira cat ha, cat pro đó, cat pro. Rồi, các bạn xuống đây các bạn là gì, and for each ha, and for each, nó phải là bốn biến không, đó bốn biến là đúng ha, tương ứng với bốn gì, bốn cái dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu đó, bốn cái. Rồi, các bạn tiếp tục, các bạn sẽ thay thế đây là Capro. À, xin lỗi các bạn ha, các bạn phải mở cho mình hai cái biến này.
Card Pro. Mình sẽ hiển thị gì? Category name ha. Mình sẽ hiển thị ở coi trên bảng này là category name. Category name. Rồi, tiếp là ở dưới đây là ẩn và hiện ha. Ẩn và hiện ngày tạo. Coi ở ngày thêm mà mình bỏ ngày thêm ha, mình không có ngày thêm. Mình sẽ cho nó là quản lý ha, quản lý. À, mình có quản lý rồi ha, mình có quản lý rồi. Rồi, các bạn ra các bạn refresh lại thử. Không xác định được biến category name. À, xin lỗi các bạn ha, xin lỗi. Các bạn bỏ cái dấu đô la này đi. Đó. Đó, cái category name nè, ẩn hoặc hiện nè. Cái ngày này là mình bỏ ha, ngày này mình bỏ. Rồi, mình chỉ cho nó hiển thị là tên. Và tình trạng là ẩn hiện có nghĩa là gì? Đây, mình sẽ cho là dưới đây các bạn ghi một cái dòng code nữa, đó là nếu nếu gì? Nếu Cat Pro. Cat Pro gì? Category status ha, category status. Nếu cái category status bằng không, mình sẽ gì? L. Rồi, ở dưới đây là n if ha, n if. Rồi, echo. Bằng không thì mình sẽ các bạn bỏ này đi, ghi cái này nó hơi bị xin lỗi các bạn ha. Mình chưa có mở cái PHP ha, mở PHP ra. Đó. Các bạn bỏ cái này đi, bỏ mấy cái này đi, end if gì đó, các bạn bỏ đi. Copy mình lại đây, mình ghi về cho nó tiện ha. Nếu gì đó thì L, không thì nếu capro bằng category test bằng không thì mình sẽ echo ra là gì, là ẩn, còn else không thôi là bằng một thì mình sẽ echo ra là hiển thị ha, hiển thị. Rồi mình thử, mình ra mình refresh lại ha. Đó, hiển thị ẩn ha. Rồi thêm sửa xóa này thì mình sẽ ở help của nó là bằng, ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sửa và xóa cái danh mục của sản phẩm ha. Mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi những clip sau. Xin cảm ơn các bạn.